mía. Ăn xong tạm, dành cho người thèm ngọt. Vậy bạn này hỏi mình là ra nơi có cách gì mà sau tập á thèm ngọt quá mà giờ đi uống ly trà sữa đắp phát vô 500 calorie luôn, rồi công suất tập đổ sông đổ biển hết à. Thấy tôi ăn gì không? Ăn mía. Nãy giờ tôi ăn được 5 khúc rồi, còn 10 khúc nữa ráng mà ăn. Bịch mía này mua 20.000. Tôi hỏi ông bán mía là một ly nước mía này á, một ly nước mía là ổng phải xay 2 cây. Mà ổng xay 2 cây cho tôi á, ổng bán ly nước mía cho tôi là 15.000 đúng không? Mà ổng cắt khúc ra ổng bán cho tôi, ổng bán một cây tới một cây, ổng bán 2 cây á thì ổng lại bán là 25.000. Đồng nghĩa với việc là ăn cỡ một cây á thì cỡ gần bằng một ly nước mía. Nhưng mà vấn đề là một cây mía nó cắt ra tôi được phải 4 tới 5 khay này, tôi ăn phải 5 ngày tôi mới hết. Mà nãy giờ tôi ngồi hết 15 phút tôi mới ăn được có 5-6 cục à. Mà để được ăn hết được một khay này á thì chắc là phải hết cỡ nửa tiếng ngồi vừa đọc báo vừa lai rai. Nghĩa là nửa tiếng đồng hồ nếu mà ăn mía mà xay ra ăn mía cắt khúc vậy mà ngồi nhai á, cùng lắm được cỡ chắc được 100 calorie. Dĩ nhiên là nó lâu và nó mất thời gian hơn rất nhiều so với việc là bạn uống một ly nước mía hay là bạn uống một ly trà sữa. Cái não bộ của bạn nó sẽ có một cái sự ghi nhớ. Nếu mỗi lần mà cái miệng bạn nó nhai, nó sẽ báo tín hiệu lên não là nó đã làm một việc là nó chuyển hóa đồ ăn. Mỗi lần mà bạn đưa một cái gì đó vô bao tử, nó tính theo số lần luôn á. Não nó thông minh lắm. Nó có dây hệ thống dây thần kinh cơ thể, nó báo tín hiệu lên não. Nghĩa là những cái món mà bạn ngồi bạn nhai mà nó ít calorie như thế này, thật sự là một cái miếng mía mà ngồi mà nhai như thế này mà so với một ly nước mía là nó rất ít calorie, nhưng mà cái lượng đường của nó đủ bù đắp cho sự thèm ngọt của bạn. Tôi hiểu, tôi rất hiểu chị em phụ nữ rất là thèm ngọt sau khi tập đúng không? Không có ngọt sẽ thiếu đi cái sự xoa dịu tâm hồn đúng không? Sẽ cảm thấy mình dễ bị căng thẳng đúng không? Bạn sẽ cảm thấy dễ bị stress đúng không? Mà bạn càng stress, bạn càng căng thẳng, mình càng dễ mập, bạn càng dễ tăng cân đúng không? Vậy cho dễ không? Ngồi bắt chước tôi nhai mía vậy nè, ngồi cái lai rai vậy nè, đó, thấy không? Đó, làm khay gì mua 25 ngàn, làm phải 5 khay gì ăn phải 5 ngày, phải gần 1 tuần mới hết. Một tuần mà bạn ăn khó cầm tầm có gần cái mía 400 calorie thì nó rất là ít. Và dĩ nhiên trong này nó có chất xơ, bạn nhai nó không thể nào mà bạn nhả ra hoàn toàn chất xơ được. Ít nhất một có một phần chất xơ bạn phải nuốt vô trong bụng, đúng không? Đó là chuyện hết sức là bình thường. Đó, cái món này ăn là nhỏ lớn là cái món đầy ốc của tôi thơ luôn đó nha. Đó. Nên cái cách này nó rất là hay luôn. À, luôn lưu ý một điều, khi bạn ăn trái cây hay những cái món ăn mà bạn phải ăn lâu thì thường nó sẽ rất là ít calorie cho một cái lượng nào đó nha. Nó rất là ít, ăn thì nó hết nửa tiếng đồng hồ. Ăn xong bạn sẽ rất khó để mà bạn có thể ăn quá nhiều calorie vô và rất khó để mà nạp dư đường. Đó, cái này là chúng ta vận dụng cái cấu trúc sinh học của bộ não, của hệ tiêu hóa, của phản xạ thần kinh, của cơ hàm nhai, của cái cấu trúc và sinh học của các loại thực phẩm, đồ ăn cho cái việc thay đổi vóc dáng nhưng vẫn đảm bảo cái sự thoải mái của cái việc là chị em phụ nữ chúng ta, chị em phụ nữ thèm ngọt đúng không? Ừ rồi, dạ nha.